Hi, xin chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán thằng thầy lợi nha các bạn. Ngày hôm nay mình nói về có bao nhiêu số có 6 chữ số chia hết cho 5. Khi mình lấy ví dụ về số có 6 chữ số trước. 6 chữ số, ví dụ nè. Ví dụ 1, 2, 3, 4, 5, 0. Đây là số có 6 chữ số. Thì từ tay phải sang tay trái gồm có hàng đơn vị nè, hàng chục nè, hàng trăm nè, hàng nghìn nè, hàng chục nghìn và hàng trăm nghìn. Ok chưa ạ? Rồi, và số 6 chữ số này chia hết cho 5. Chia hết cho 5. Vì các bạn nhìn vào cái hàng đơn vị của nó, là số 0 và số 5. Ok chưa ạ? Muốn chia hết cho 5 thì hàng đơn vị là số 0 và số 5. Ok chưa ạ? Rồi, thì để tìm có bao nhiêu số có 6 chữ số chia hết cho 5 có hai cách nha các bạn. Mình dùng cách cơ bản nhất, nha. Đó là dùng cách 1 nè. Thứ nhất, các bạn phải xác định số nhỏ nhất có 6 chữ số chia hết cho 5 là số nào ạ? Là các bạn nhìn vô 10000 5 rồi 0. Đây là số nhỏ nhất có 6 chữ số chia hết cho 5. Thứ hai, các bạn phải tìm ra số lớn nhất có 6 chữ số chia hết cho 5. Đó là 9999 và 5. 2, 4, 6. Ok chưa ạ? Khi các bạn đã xác định được số nhỏ nhất cũng như là số lớn nhất chia hết cho 5 thì các bạn, thứ ba đó là các bạn phải nhớ đến dãy số cắt đều. Đó là dựa vào số lượng số hạng, chính là lấy số hạng cuối là cái số lớn nhất nè các bạn, trừ cái số hạng đầu chính là cái số bé nhất nè các bạn, và tất cả chia cho khoảng cách rồi cộng 1. Khoảng cách là gì ạ? Khoảng cách là chia hết cho 5 nè các bạn. Vậy khoảng cách là 5 nè, hiểu chưa? Vậy các bạn chỉ cần áp dụng công thức số hạng cuối là 1, 2, 3, 4, 5, 6 trừ cho số hạng đầu nè các bạn, 1, 0, 0, 3, 4, 5, 6. Tất cả chia cho khoảng cách là chia hết cho 5 nè, khoảng cách là 5 đó các bạn, cộng lại. Rồi, đây, rồi tới đây, rồi tới đây. Rồi, các bạn giải và comment kết quả ở phía dưới giúp lợi nha các bạn. Ok chưa? Đây là cách dựa vào dãy số cắt đều ở chương trình lớp 4 là các bạn đã có thể giải quyết được bài này rồi nha các bạn. Còn cách thứ hai đó là các bạn dựa vào tính chất của mọi con số trên thế gian. Ví dụ nha, mình ví dụ trường hợp 1 thôi. Ví dụ mình gọi các bạn số có 6 chữ số A, B, C, D, E và F. Đây là số có 6 chữ số. 6 chữ số chia hết cho 5. Do nó chia hết cho 5 nên cái hàng đơn vị F của mình nè, F của mình là số 0 và số 5. Ok chưa ạ? Rồi thì mình sẽ, vậy mình trường hợp 1 nè, F bằng 0. Vậy mình sẽ suy ra cái số có 6 chữ số là A, B, C, D, E và 0. Ok chưa ạ? Đây là số chia hết cho 5. Rồi, thì mình biết rằng A, B, C, D, E là những số nào ạ? Là số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9. Nghe chưa ạ? Và từ 0 đến 9 có bao nhiêu số ạ? Có 10 số nha các bạn. 10 số. Thì A của mình, nhớ A khác 0. Nhớ đối với số 6 chữ số thì cái số đầu tiên nè, A phải khác 0. Ok chưa ạ? Khác 0. Chưa? Ở đây các bạn cũng có thể giải gộp nha các bạn. Có thể giải gộp luôn cũng được.
giải gộp luôn cũng được. Thôi mình giải gộp đi ha, mình không cần chia trường hợp nữa. Rồi mình giải gộp luôn, giải gộp f bằng 0 và f bằng 5 luôn. Rồi mình giải gộp luôn nha các bạn, giải gộp luôn, mình giải gộp đi. Rồi mình sẽ bỏ trường hợp này, mình bỏ trường hợp này, mình giải gộp nha các bạn, f luôn. Ok chưa? Rồi thì mình sẽ có gì ạ? A là từ 0 đến 9 là có 10 số, nhưng do nó khác 0 thì mình bỏ đi số 0 thì còn lại 9 số, hay còn gọi là 9 cách chọn. Tiếp theo B, từ 0 đến 9 các bạn lấy hết, vậy mình có 10 cách chọn. C mình cũng tương tự 10 cách chọn. D mình cũng có 10 cách chọn. Và E mình cũng có 10 cách chọn. F thì do nó chia hết cho 5 nè, F của mình chỉ có số 0 và số 5. Số 0 là một số nè, số 5 là một số nữa, đây là 2 cách chọn. Và các bạn lấy A nhân B nhân C nhân D nhân E và nhân F. Vậy mình sẽ có là 9 nhân 10 nhân 10 nhân 10 nhân 10 và nhân 2. Bằng bao nhiêu các bạn hãy comment kết quả ở phía dưới giúp lợi nha các bạn. Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Trong quá trình hướng dẫn, có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp lợi để lợi khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.